đây là cái công đoạn mà người ta làm bột để chuẩn bị hấp lên rồi làm bánh bao chỉ đó cả nhà. Cái mảnh mày tắt à? Đèn ngoài tắt. Hả? Bữa đó là anh nói trời mưa phải không? Trời mưa anh đợi nó, anh thức cái bữa thiếu bột đó. Giờ là bắt đầu xay, xay bột. Đây là cái công đoạn mà người ta làm bột để chuẩn bị hấp lên rồi làm bánh bao chỉ đó cả nhà. Anh, cái này là phải làm bằng tay chứ không bằng máy được anh hả? Không, có đều, máy nó có đều. Dạ. Máy nó bánh thôi ra nước thôi à. Ồ. Một cái thao bột vậy anh nhồi nửa tiếng không? Không, chứ không à, 50 dạ. phút xong à. Dạ. Đó ông mới vừa lại là xong rồi nè. À vậy hả? Ừ. Vậy bỏ vô mâm hấp thôi, nó đâu. Dạ. Cái này xay phải cho nhuyễn mới được, không nhuyễn không được. Dạ. Cái này là bột nếp anh hả? Nếp không à, không có. Người ta để trên một cái bao ni lông để cho nó khỏi dính. Mỗi lần vậy là mình hấp một cái thôi anh. Ừ, tại vì cái này là bít. Dạ.
ra về là hấp bao nhiêu phút anh? 2 tiếng mấy á. 2 tiếng mấy hả? Ừ. Ồ, lâu dữ vậy ha. Vậy là hấp hết 2 thau bột này là mất cả buổi sáng rồi. Dạ. 9 giờ mấy, 10 giờ mới có bánh, giờ là 7 giờ mấy. Xong rồi đem vô cái máy này đánh lại. Dạ. Hấp chín ra rồi phải đánh lại nè anh hả? Dạ. Ồ, rất là công phu luôn. Để mình ăn cái bánh bao chị nó không phải là đơn giản đâu. 5 nếp là phải mấy tiếng hồ mới xay, cái đồ ấy xay liền. Dạ. Cho nó nở nếp mới xay. Để nó cứng. Cứng xay cũng được. Chứ không phải dầu dơ. Dạ. Dầu chưa qua xử lý, chưa có xài á. Dầu mới vậy đó. Nó cũng như cho dầu đó. Dạ. Nó mới không có hôi bánh được chứ. Đúng rồi. Hấp một cái cục bánh rất là cao luôn, 8 cái mâm này luôn, 8 càng tắng cái này lại luôn, tắng cái này lại luôn, không chạy bột ra. À dạ, không có bột nó chạy ra ngoài cho nên phải tắng nó lại. Anh mở cái dây giống như mở nắp chuông vậy đó. Rất là đặc biệt luôn, người ta thiết kế rất là đặc biệt, cái từ dây trên hạ xuống này đó thành một cái nồi. Vậy xong rồi đó. Dạ. 2 tiếng sau mới chín anh hả? Dạ. 2 tiếng mấy mới chín thì tao phải chờ tới 2 tiếng mấy bây giờ cái nắp nồi này lên. Sau hơn 2 tiếng hấp thì giờ bánh nó chín rồi cả nhà. Bột, cái này là bột chứ không phải bánh. Đó, thì bây giờ anh kéo cái dây này. Đó. Ô. Giống như trong phim Trung Quốc ấy, kéo cái này lên. Bánh nó chín. Anh được cái này giờ mình mới đưa vô máy nó đánh tiếp anh hả? Đánh xong rồi xong đó. Dạ. Xong rồi xong.
gì bắt đầu đều hết trơn rồi, làm tắt máy là được. Xíu mà nó mềm ghê anh ha. Bánh này nó dính ghê lắm luôn á. Cái này là bột nếp. Nếp không à, không có gì nữa, có hai gì. Dạ. Nếp luôn mắc tiền với cái nếp kia. À vậy hả? Mắc tiền không? Mắc tiền mới làm được anh hả? Để nó ra cho bánh rất là bánh ngon quá. Như vậy là xong rồi. Rồi, xong rồi đó. Xong rồi. Hết rồi, còn cái gì nữa đó. Dạ, để chuẩn bị qua đánh thao thứ hai. Thấy cái này là mình cũng phải tha dầu rồi, tha cũng dính. Dạ. Anh nói phải tha dầu không thôi nó dính rồi đó. Cái máy đánh còn phải tha dầu luôn. Dạ. Cái bọc rồi hôm trước mình cũng phải tha dầu nữa. Để mà nó dính. Đồng dính lắm. Phải đánh tiếp mè này nữa. Vậy là cho nó không có bụi. Dạ, che vậy chứ đờ bụi bằm. Bụi lắm. Dạ. Bụi vô tan vô có công, có chuyện gì cũng công. Dạ. Mình làm cái gì cho nó đàng hoàng. Cũng cẩn thận vậy đó. Tiếp tục.
bột mà sau khi mà mình để cho nó nguội á, thì người ta có đầy cái túi, cái lớp ni lông phía trên cho nó khỏi bụi đây này. Đó, đây là cái phần bột, bột nếp sau khi mà nó đã nguội. Cái này là bắt đầu cô bắt đầu ở dưa đường, dưa xào, xào dưa rồi.
đưa lên kênh nào? Đào gì nó còn nặng tay á cô ha. Nặng á. Nặng lắm á. Dạ. Nặng á, mới bỏ từ từ á, chứ bỏ một lượt thôi mà 15kg là nó nặng. Có lượng nhỏ có nặng lắm. Anh ơi, đang lên canh tiếp phước Thảo Vi á. Thảo Vi á. Hả? Thảo Vi. Đúng rồi, Thảo Vi á. Lên là Thảo Vi là có hả? Dạ. Anh đưa máy đem chị cho. Khi cái công đoạn mà làm bột á, thì bây giờ đến cái công đoạn mà nắn bánh. Thì bánh đó chị thì có hai cái loại nhân, thì một cái loại nhân dừa với chị, cái nhân đó là nhân gì chị? Đậu phộng. Nhân đậu phộng. Chị làm nguyên đêm đến sáng lúc em thấy luôn đó chị. Đúng rồi, làm tối
đêm luôn. Bỏ xỉ mà mình bỏ cho người ta đi bán, mà người ta phải lấy về người ta mới bán được cho công ty được chứ. Dạ, để sáng sớm là có bán rồi. À, mấy ngày này cực thích đem xuống. Dạ, em đi qua bán là thấy mấy người làm bánh rất là cực luôn. Chứ là công đoạn làm nên thành phẩm thôi nha, tức là còn khâu chuẩn bị nữa. Khâu cuối cùng chuẩn bị cũng mọi người. Ấy khâu với xào dừa rồi xào bột năng, cái này cái gì cũng phải làm chín trước hết trơn á. Dạ. Làm cực lắm. Nó làm đậu phộng còn cực nữa. Cái đậu phộng là chị đang làm đó đó. Dạ, phải lựa đậu rồi rang rồi đó, hả? Sàn sảy xong rồi phải cán cho nó nát. Nhưng mà hình như bán lẻ ngoài là 5.000 đồng một cái thôi đúng không chị? Thì đúng rồi. Thì kích cỡ bánh khác nhau nữa. Bánh tầm trung là cỡ 5.000. Thì bánh tầm trung là 5.000 đó. Tùy người bán. Có loại nhỏ hơn nữa hay loại lớn hơn nữa. Họ đặt cái gì là mình làm cái loại đó đúng không chị? Đúng rồi. Để mình phân biệt cái nhân gì đúng không chị? Đúng, cái màu đỏ thì phân biệt là nhân dừa, còn cái màu xanh thì phân biệt là nhân đậu phộng.
Em ơi, hai chục cái đủ chưa? Em mà nó chấm luôn đi. Cái bầu đó ăn được không? Ăn được. Ăn chết. Thế cái bầu đó ăn. Ăn được chứ sao không? Ăn được sao rất không? Thế mấy người, cái mấy con ăn nó bùng bỏ tụi luôn. Ăn đắng củi á, nó dễ dính bỏ dính ruột tụi luôn á. Nhưng mà mình hết một cứ làm cho nó được 40 cái á. À. Cái bữa đó ăn hết một rồi. Hai chục dừa, hai chục đậu á. Anh nói bữa đó trời mưa. À. Em nghe nói là anh lấy tiền rồi anh giao cho nó, à, xong anh nó lấy đưa tiền, tính tiền rồi đó. Tính tiền chưa? Tính tiền đó. Tính tiền rồi kêu nó trừ ra. Nói kêu nó trừ ra. Hả? Ừ, kêu nó trừ ra đi. Mấy cử 50-50 đã tính tiền hết hả? Có mấy cử 50-50 á, 20 dừa, 20 đậu, 10 mè á. Đó. Mấy cái cỡ 50-50 thì tính hết rồi. Nó đâu có tính tiền ở đây. Tính gì chứ ơi. Cái mạnh mày tắt à? Đèn ngoài tắt. Hả? Bữa đó là anh nói trời mưa phải không? Trời mưa anh đợi nó, anh thức cái bữa thiếu bột đó. Sáng mấy cô chú mấy anh chị tới lấy bánh đi bạn.